chăm sóc mình coi tự nhiên rồi tiến tới đi, tiến tới. Đây đi, con dọn đây ha. Rồi đây. Vỗ đậu nha. Được hả? Này đi, này giống à? À này giống thảo. Hiện nay thì thể dê của mình được bao nhiêu con chứ? Dạ, đây luôn là tổng số luôn là khoảng 150 con. Vậy để gây dựng được cái trại dê này thì anh bắt đầu từ đâu? Gây dựng cái trại dê này bắt đầu cách đây khoảng 4 năm. À, lúc đó thì mới có 30 thôi. Nhưng mà đẻ ra mình sinh sản rồi mình lai đảo từ từ. À. Cũng có mua thêm. À. Dạ, những cái giống nào tốt mà mua thêm em ra tới Hà Nội mua. À. À. Như vậy hiện nay ông trại mình là có những cái con dê mà theo mình là nó có chất lượng thế nào? À, chất lượng thì bây giờ em đang chuẩn bị chuyển qua cái dòng dê sữa, giống dê Sanen, giống mới hiện giờ nè. Thì em lai với những bách thảo ra, những cái giống dê mà cho sữa tốt. Thì cũng có một đồng thời cũng có nuôi một số dê bo nữa để mình sản xuất thịt. Với cái đầu tư ban đầu cho trại dê này cho đến giờ này nó nhiều không? Cho đến giờ này tổng số hết luôn là đầu tư khoảng gần 1 tỷ. Vậy trong thời gian từ đầu đến giờ sau khi mình đầu tư và mình nuôi nấng và mình xuất chuồng mình kinh doanh á thì cái hiệu quả như thế nào? Hiệu quả thì nói chung theo cái giá giống hiện giờ thì khoảng 105.000 ký thịt thì theo như mình nuôi một đợt dê thịt như vậy mình lời một con khoảng 1 triệu. Thì còn cái giống như giống dê Sanen, giống dê lấy sữa hiện giờ thì giá rất cao. Như mấy con dê con hiện giờ em dứt sữa đang bán 1 kg 500 ngàn. Dứt sữa là bình quân khoảng 20 kg, khoảng 10 triệu một con. Cái thị trường về dê giống rồi thịt dê, sữa dê hiện nay theo anh thì nó có triển vọng không? Theo em thì giờ giống dê Sanen, giống dê sữa hiện giờ là không đủ giống để mà em bán. Người ta đặt cọc, người ta dặn mua là rất nhiều, nhưng mà mình không đủ mình cung cấp. Còn sữa dê thì bây giờ nói chung là không có nhiều đủ hết. Cái lượng sữa dê nói chung rất quý, người ta xài rất nhiều. Nhất là phụ nữ người ta làm đẹp rồi, đâu phải xài cái sữa dê. Mà uống cái sữa dê nó cũng tốt hơn sữa bò nữa.
Vì vậy với nhu cầu hiện nay thì theo anh nói thì cái nhu cầu về dê giống, dê thịt cũng như sữa dê rất cao. Dạ. Thì như vậy cái trang trại của em đáp ứng được cái nhu cầu này như thế nào? Nói chung hiện giờ là về sữa với lại về con giống em nói chung là không đủ để cung cấp. Dạ. Dạ. Sức người ta mua giờ là kiếm giống sữa này rất nhiều. Không có để bán. Dạ. Em cũng đang kiếm mua thêm bây giờ cũng không có để mà mua. Dạ, ở ngoài Sơn Tây, ở ngoài Hà Nội thì cái người ta bán ra những cái giống này bây giờ người ta không bán nữa. Dạ. Đó. Bây giờ mình chỉ lai tạo ra từ từ thôi. Dạ. Lấy con đực mình lai ra. Vì vậy nếu mà người dân ở xung quanh đây hoặc là nơi khác có nhu cầu mà nuôi dê để phát triển hiệu quả như mà trang trại này thì người ta em sẽ đáp ứng như thế nào? Thì nói chung bây giờ con giống thì nó con rặt thì giờ nó quá hiếm, giống như sữa đó thì giờ nó quá hiếm thì mình chỉ đổ lai ra từ từ. Thế thì mình lấy cái con đực thuần mình lai ra đổ ra rồi mình chỉ là đổ ra F1, F2 nhân lên từ từ á. Giống như bò vậy thôi. Nhân lên rồi coi như cái lượng sữa nó tăng lên từ từ. Chỉ bán những con lai thôi. Ở ngoài đường từ Mỹ Tho về đến sông Thuận này, khi mà qua khỏi cầu Kinh Sáng đó, thì tôi thấy cái bảng giới thiệu cái trang trại này. Dù đến bây giờ thì nếu mà người có nhu cầu lại người ta đặt hàng là mua thì người ta liên hệ thế nào? Thì em cũng có để cái số điện thoại không ạ, cái bảng chạy dê của em. Nếu ai tới thì ta sẽ điện thoại. Người ta liên hệ thế nào? Tên em là gì? Điện thoại số bao nhiêu? Dạ em tên Khiết. Số điện thoại là 0903 979 670.